Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Nhà gốm có gì. Hôm nay Nhà gốm xin giới thiệu đến tất cả các bạn đôi chóe Đại Phú Quý Trường Xuân men dạn đắp nổi. Chóe được mô phỏng lại trung đựng gạo ngày xưa trong các gia đình quyền quý, là biểu tượng của sự giàu sang no đủ. Chóe có cấu tạo 3 phần: phần nắp, phần thân và phần đáy. Phần thân của chóe có miệng nhỏ, bụng phình to, mang ý nghĩa như một bình hút lộc, đem lại may mắn tiền tài đến cho gia chủ. Đôi chóe Đại Phú Quý Trường Xuân được bao phủ quanh mình là lớp men dạn, dòng men cổ quý hiếm của làng gốm Bát Tràng. Nước men ghi sáng của những đường vân dạn đặc trưng, mang khí tức cổ xưa, gọi vẻ uy nghi trầm mặc cho không gian thờ tự. Tích vẽ trên đôi chóe Đại được người nghệ nhân đắp nổi thủ công, tinh xảo đến từng chi tiết. Phú Quý Trường Xuân hay công đào chính là hình ảnh đôi chim công và hoa đào đang quấn quýt bên nhau. Chim công là loài chim quý được nhiều người coi trọng. Vì thế, chim công chính là biểu tượng của sự vương giả, quyền quý. Hoa đào, loài hoa đặc trưng của mùa xuân, thế hoa đào chính là thế Tết. Vì thế, hoa đào chính là biểu tượng của sự khởi đầu bình an, may mắn, xua đuổi những điều xấu, mang điều bình an đến cho gia đình. Chóe Đại Phú Quý Trường Xuân men dạn đắp nổi không chỉ là tuyệt phẩm phòng thờ mà còn mang ý nghĩa phong thủy vô cùng sâu sắc, giúp cho gia đình hạnh phúc viên mãn, phú quý đủ đầy. Gốm Bát Tràng luôn tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Để mua và trải nghiệm dịch vụ, hãy ghé thăm hệ thống showroom của Gốm Bát Tràng: showroom 1, 266D Trần Nguyên Hãn, Lê Trân, Hải Phòng; showroom 2, 396 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; showroom 3, 18 đường Tỉnh 351, thị trấn An Dương, Hải Phòng.